bị phim nhơ đi. Và đi phim nhơ đi. Use the right lane to take a slight right turn. Hả? Cái gì? Nói gì không hiểu, nói gì. Bây giờ con hát bài Baby Finger đi. Baby Finger, Daddy Finger đi. Take a slight right turn, then turn left onto West Square Lake Road. At the light, use the left two lanes to turn onto West Square Lake Road. Không hát Baby Finger nữa hả? Hát bài Bishop đu đi. Hát đi. Mẹ rất thích nghe Chay hát. Chay hát cho mẹ nghe đi. À, nắng hả? Nắng đâu nắng, mày lấy cái giấy mẹ rề mày che lại mà sao nắng nữa. Vô của em hả? Continue on to East Square Lake Road. Sao nói đi? Không có chuyện gì cũng muốn tâm sự với mẹ, không có tâm tư. Không có tâm tư tình cảm gì. In 1 mile, continue on to I-75 Business Loop South. Giờ cũng muốn hát không? Muốn hát bài bị sinh nhơ không? Sáng nay chị muốn ăn gì cho nó miệng nghe coi. Stay in the right two lanes. Hả? Làm chi bên đó? Út làm nghề gì? Nói mẹ nghe coi Út làm nghề gì. Nói đúng thì mày chở đi, Út làm nghề gì? Hả? Út rêu. Use the middle two lanes to continue on to I-75 Business Loop South. Continue. Use the right two lanes to keep right onto I-75 south toward Detroit. Keep right. Trời ơi, vô duyên, vô lý. Đó, cô chú thấy Chay không? Bữa nay là đi vô nhà hàng là biết coi menu rồi biết nhìn vô cái món mà mình thích rồi để chỉ chọn để kêu món. Con muốn nào? Cái đó màu gì á? Muốn này hả? Cái đó là cái gì á? À, nó quay lưng lại, nó nói cô ơi con muốn cái này. Ớ ngăn bả thiệt. Em muốn này. Con muốn này phải không? Rồi để mày kêu cho Chay nha. Gì? Con ghê ghê phải không? Đó cô chú thấy bên này Chay đeo cái nơ đồ dễ thương không? Con ngồi im nha để chừng. Cô ơi con muốn cái này cô. Con muốn cái nào? Con muốn cái đó. Rồi chờ cô chút xíu nha. Dạ đi con. Dạ. Ừ, giỏi. Giờ con kêu đồ được chưa ta?
Giờ con order đồ được chưa? Được. Trời ơi cô ơi, cô ơi con muốn cái này 8 câu rồi, mong mốt là đi đi nhà hàng là chị. Bởi vì nhà hàng là phải có in hình ảnh ra cho chay để chay chỉ, chứ bây giờ là chay chưa biết đọc luôn. Chay, chay con cho cô chú con mua phẹt của con đâu? Mua phẹt của con đâu? Mua phẹt. Mua phẹt đâu? Mua phẹt. Lấy đi kiếm kiếm mua phẹt, kiếm mua phẹt. Đây nè, mua phẹt nè. Mua phẹt đâu? Quay lại, quay lại. À, mày kiếm mua phẹt chứ. Nó ngoài mua phẹt đâu rồi? Đây, mua phẹt đây. Đó. Đó, kiếm mua phẹt coi. Thấy chưa? Đó. Wow, mua phẹt đẹp quá. Không mua phẹt nữa. Không mua phẹt nữa hả? Trời ơi, trời ơi, nghĩ sao nó đi mua phẹt đi kẹp nách nó có được không? Ớ ngăn phải chưa? Con đâu có được kẹp nách mua phẹt đâu. Con không có, con không muốn mua phẹt thì con cất vô nè, mẹ chỉ ra nè, cất vô nè. Cất vô, cất vô. Kìa dì Nhi tới kìa, dì Nhi với Mia tới kìa. Muốn này nhìn ngon quá vậy, nói gì vậy? Đi đi, cái quay qua nó nói cô ơi con muốn cái này, nó kêu hoài thôi. Biết kêu luôn rồi đó hả? Cái này là kem kia. Em biết bé cũng thích sầu riêng lắm nên là em tặng cho bé thêm. Trời ơi, tự nhiên cái vậy thì lấy đi lấy sầu riêng đi chứ lấy dâu làm chi rồi. Chi hai ba thứ cho tốn vậy. Ừ. Bởi vậy. Trời đất ơi coi. Ừ, với ai nữa. Cảm ơn em nhiều nha. À. Bé cũng coi luôn á. Ai biết, em muốn. Nào giờ em. Ủa vậy hả? Trời ơi, hồi nào về lần đầu tiên chị gặp. Bữa giờ gặp Nhi không à. Em tên gì? Ruby hả? Ừ. Cảm ơn Ruby nhiều. Chị là Diamond Ruby. Chị là Ngọc thôi. Còn thứ dữ không? Ngọc Diamond đó. Ờ, à, kêu ra cho chay một cái ly dâu này, cái xong rồi cái tự nhiên bé kia chạy ra nói chị Ngọc em bé em biết bé thích sầu riêng nên em tặng cho bé ly sầu riêng của đó. Ủa vậy tại sao nãy không đem ra ly sầu riêng, tự nhiên đem ra đi dâu thì đem thêm ly này nữa chi cho nó tốn kém bởi vậy. Chay chay thì cái đi chay tới đâu thì... là được miễn phí tới đó. Coi cái mỏ bà kìa. Ủa mà coi hả? Rồi trời đất ơi. Cho coi được. Ờ, cắm cắm xuống đúng rồi, muỗng cắm xuống. Ủa em đi chợ chưa? Chưa. Em mới vừa xuống luôn mà ăn xong rồi đi. Ăn gì? Ăn gì? À, ăn mẹ ăn mẹ. Ờ à, ăn ăn mẹ ăn thử nha. Wow, kem sầu riêng. Tự nhiên tao thấy như vậy xong tao bị tụt mút trong đó luôn. Trời ơi, nó má ơi trời. Đúng là em bé ấy thiệt chứ. Rồi con. Ăn chùa nha con. Bị dính rồi, bị dính rồi hả? Ê dính thì gỡ ra chứ sao bỏ. Dạ dạ cảm ơn chú dạ. Để đi chú dạ. Ở đó cũng có nhưng mà lại thêm để cho bé đi chơi. Ừ, lấy cái lấy nắp kim chùi đi con. Rồi. Rồi. Rồi con xin lỗi mẹ đi, con ạ xin lỗi mẹ đi. À xin lỗi mẹ đi. Ngồi đây mẹ đang ngồi đây. Để mẹ. Rồi để cây để xuống để xuống rồi, để xuống rồi. Con chào cô chú chưa? Ngồi mẹ. Mẹ đang ngồi đây. Sao? Rồi đi rồi, vậy mẹ ngồi đâu, mẹ ngồi chùm hổm vậy hả? Không, mẹ ngồi kia. À mẹ, à để mẹ lấy ghế ngồi, để im đó, con ngồi im đó. Con để mẹ xử cho. Để mẹ xử cho, con cứ ngồi im đó chơi, cô chú này để mẹ lấy ghế. Mẹ tự lấy ghế cho, ghế màu đỏ đâu. Ghế gì? Hả? Ghế gì? Thấy. Cứ lại ngồi đây, ngồi trước mặt cô chú chơi, cô chú lấy đi. Nhìn ghế đã không, mọi ngồi thấy không? Rồi lại ngồi đi, ngồi không? Ngồi. Hả? Ngồi ơi ngồi. Ngồi ơi ngồi. Cái ngồi mẹ. Hả? Để xuống. À để xuống, để camera xuống rồi. Ngồi. Ngồi sao? Hả? Mẹ mẹ ngồi ghế đừng chơi ngồi cái gì vậy? À. Ồ ồ ồ. Trời ơi. Cái gì? Nói gì trời? Ghế ơi ghế. À, đi kiếm ghế. Ghế ơi ghế, trời ơi cái kiếm ghế mà như nó bắt loa vậy đó.
Thôi cái phòng này là số 4 cũng không dẫn cô chú vô phòng này được. Cái phòng này cần được dọn dẹp. Cô chú vô phòng này là cái cô chú là táo quả tâm tinh á. Cái gì á? À đồ chơi, đồ chơi. Này chơi chơi bông dữ không? Dạ bây giờ chơi nha, chơi chảy cho cô chú nghe hồi sáng này chơi bị gì nè. Hồi sáng này chơi bị đau bụng phải không? Tên muốn ăn chó mẹ. À ăn chó hả? Mà sáng này đau bụng ở đâu đâu chỉ cô chú coi coi đau bụng. Đó phải. Hả? Con chó chú ăn luôn. Chảy mẹ. À để xuống nè, để xuống. Rồi. Rồi con ơi, con khoe cô chú gì đó. Rồi mày bây giờ con khoe cô chú mô Phật đâu? Môn Phật đâu? Môn Phật. Đó, không môn Phật miếng. Đúng rồi, giỏi quá. Rồi bây giờ vàng ở dưới cái lắc chân đâu? Cái lắc ở dưới chân đâu? Cái lắc ở dưới cái chân đâu? Hả? Trời ơi khoái. Chưa gì là thôi là ngoan mô Phật đồ này kia nữa. Mà mô Phật không nói nó mô Phẹt. Wow. Cái này gì đây? Nguyễn Thị Sữa. Gì tôm? Con này con lại là con gà. Con gà. Đúng rồi. Gà gà. Con gà này màu gì đây? Màu oxy. Màu oxy hả? Gà. Cay. Cay hả? Cái đó cái gì mà cay? Nó dài cay. Không, cái này là tiêu. Tiêu cay. Tiêu cay, đúng rồi. Rồi cái gì cay nữa ta? Cay a a. Ớt cay. À. Hết rồi. À cái này là con nè, con nói nè, con nuôi. Con nuôi. Đúng rồi. Để xuống nuôi. Để xuống nuôi ừ. Dạ. Cái đó cái gì vậy con? Quả. Cái đó cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Cupcake. Cupcake. Cái đó. Spaghetti. Nói đi, nói spaghetti. Nói đi, nói spaghetti. 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 Đúng rồi. Dạ mẹ. Gì mẹ hả? Cái này là bacon. Bacon. Đúng rồi, giỏi. Nói cái giọng của nó nhỏ nhẹ nó. Hả? Hết rồi hả? Hả? Cái gì? A. Húp. Chay, khỉ xỉn ngủ rồi hả chay? Make up. Cái gì? À, make up. Wow. Gớt rồi. Bài miết rồi cái cất vô rồi cái bài ra là cất vô. Cứ thế ta chơi từ sáng tới chiều. Hả? Mô Phật đâu? Mô Phật đâu? Đúng rồi. À cái này là cái đồ lược. Cái gì? Cái gì? Chay ơi. Chay có biết cô chú hiện tại là Chay là không hề mặc tả cho Chay nha cô chú. Bây giờ mà nếu mà Chay muốn đi vệ sinh là Chay đi vô tay Chay tự ngồi xuống Chay đi được rồi. Cô chú thấy Chay hay chưa? Mẹ thật là may mắn. À mẹ ngồi. Mẹ Chay thật là may mắn. Thôi con ngồi đi mẹ. Rồi mẹ ngồi đây rồi. Cảm ơn con. Rồi con làm đồ ăn bán cho mẹ đi. Ủa, ngồi chung hả?
mẹ của Chay thật là may mắn là tại vì không có mất một chút cái thời gian nào để tập cho Chay đi cái này hết, mà tự động Chay thấy mình đi rồi cái Chay mà mình nói là một mốt con có mắt á thì con đi y như mẹ, y như ba, nghe chưa, là tự động mua cho nó một cái là nó tự động nó vô là cái nó đi thôi cô chú ơi. Nó nhìn mình đi cái nó là ngồi hay ghê luôn, bởi vì không hề mất chút một chút thời gian nào. Tại vì lúc trước mình trước khi tập cho nó mình cũng lo sợ lắm, tại vì biết là cái này nó sẽ phải rất là lâu, tại vì mình nghe thêm nhiều phía nữa là phải ở nhà từ sáng tới chiều, phải canh giờ đồ này kia nọ, phải cho uống nước rồi đi xong là phải cho nó cục kẹo khen thưởng nó đồ này kia nọ, thấy nghe kể thấy sợ chứ. Nó tự động cái là nó thấy mình làm nó làm theo rồi xong, không hề tốn bất cứ một chút thời gian, một chút công sức nào hết. Bé là sao? Quá giỏi luôn, Chay của cô chú là quá giỏi luôn á cô chú ông bà ơi. Tự cũng biết đi luôn. Còn đi xong rồi vô khoe mẹ nữa. Mẹ ơi, đái xong rồi. Thương lắm ơi. Là cái Ngọc hỏi ở đâu? Là chạy vô nè mẹ. Rồi vô mở lên chỉ cho mình. Trời đất ơi. Quá hay luôn chứ bạn. Làm rồi nha, mình nói vô Chay giỏi quá, Chay giỏi quá. Cái mình ôm nó, cái mình ve. Cái mình ve, cái nó thấy vậy nó cũng vui lắm. Ve. Vui nó mừng rồi vậy đó. Chứ không cần cho cục kẹo bánh.